như là nhìn thấy có vuông vắn không?
Có mua không nhỉ? À, cô lại tiếp tục đặt vào góc của khuôn. Thank you.
Huy cho gạo và đỗ và thịt xong rồi. Bây giờ cô làm gì nhỉ các con nhỉ? Cô cuối cùng là làm gì nhỉ? À thì cho gạo này, cho đỗ, cho thịt ra rồi. Thì khâu cuối cùng là cô Quý phải gói, phải đính chính lại đúng không? Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô Quý gói nhá. Cô sẽ gặp hai đầu lá lại này. Và muốn cho bánh chưng chắc hơn thì cô có thể cô buộc thêm lạt nhé. Cô cắt những cái lạt vừa đi này.